Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có đội hình ổn định kể từ ngày 13 tháng 9, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam hoàn thành vòng loại U23 châu Á 2024 tại Việt Trì, Phú Thọ. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã sang Trung Quốc với 22 cầu thủ, trong đó có 11 gương mặt từ đội U23, chủ yếu là cầu thủ thuộc lứa U20. Mặc dù ông Hoàng Anh Tuấn đang sở hữu nhiều tài năng trẻ nhất trong lứa U20, nhưng ông vẫn thiếu một gương mặt xuất sắc, đó là Hồ Văn Cường. Hậu vệ của Sông Lam Nghệ An không nằm trong danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam đã gửi lên tổ chức giải từ vài tháng trước do chấn thương. Văn Cường, sinh năm 2003, là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất trong lứa U20 và U23 của Việt Nam. Sự vắng mặt của anh là mất mát đáng tiếc cho đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nếu có Văn Cường, sức mạnh tấn công của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ được nâng cao đáng kể với khả năng leo biến tốc độ và đột biến của anh gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho biết, mặc dù việc thiếu Hồ Văn Cường là mất mát đáng tiếc, nhưng điều này là thường xảy ra trong bóng đá và sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện khả năng của mình. Điều này có thể giúp đội tuyển U20 và U23 Việt Nam phát triển thêm các tài năng triển vọng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có đội hình ổn định kể từ ngày 13 tháng 9, sau khi đội tuyển U23 Việt Nam hoàn thành vòng loại U23 châu Á 2024 tại Việt Trì, Phú Thọ. Đội tuyển Olympic Việt Nam đã sang Trung Quốc với 22 cầu thủ, trong đó có 11 gương mặt từ đội U23, chủ yếu là cầu thủ thuộc lứa U20. Mặc dù ông Hoàng Anh Tuấn đang sở hữu nhiều tài năng trẻ nhất trong lứa U20, nhưng ông vẫn thiếu một gương mặt xuất sắc, đó là Hồ Văn Cường. Hậu vệ của Sông Lam Nghệ An không nằm trong danh sách sơ bộ mà ban huấn luyện đội tuyển Olympic Việt Nam đã gửi lên tổ chức giải từ vài tháng trước do chấn thương. Văn Cường, sinh năm 2003, là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất trong lứa U20 và U23 của Việt Nam. Sự vắng mặt của anh là mất mát đáng tiếc cho đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Nếu có Văn Cường, sức mạnh tấn công của đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ được nâng cao đáng kể với khả năng leo biến tốc độ và đột biến của anh gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Bình luận viên Vũ Quang Huy cho biết, mặc dù việc thiếu Hồ Văn Cường là mất mát đáng tiếc, nhưng điều này là thường xảy ra trong bóng đá và sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác thể hiện khả năng của mình. Điều này có thể giúp đội tuyển U20 và U23 Việt Nam phát triển thêm các tài năng triển vọng.